Thưa quý vị, ngày mai mùng 10 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Công ty Bimis, kiêm Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh với cáo buộc lừa dối khách hàng gây thiệt hại hơn 481 tỷ đồng cho 488 khách hàng mua 488 căn hộ tại dự án CT6C, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Theo cáo trạng, năm 2010, dù không được cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết, nhưng ông Lê Thanh Thản, Tổng Giám đốc Công ty Bimes vẫn tiếp tục chỉ đạo xây dựng công trình CT6 Kiến Hưng, đặc biệt là tòa CT6C không nằm trong quy hoạch. Sau đó chỉ đạo quảng cáo đưa thông tin gian dối về tính pháp lý của dự án để bán được 488 căn hộ, thu lời bất chính hơn 481 tỷ đồng. Hệ quả là sau hơn 10 năm sinh sống, các hộ dân nơi đây vẫn không được cấp sổ đỏ và không thể đăng ký thường trú. Với cái điều kiện sống rất tồi tệ, khi mà giấy phép không có, không nhập khẩu được cho con em học hành trái tuyến, rồi giá trị căn hộ không sang nhượng, không sửa chữa, không dám đầu tư làm cái gì cả. Đã rất khổ rồi mà bây giờ nếu tiếp tục kéo dài thêm 5-6 năm nữa để theo đuổi cái vụ kiện dân sự kia thì thực sự là không thể chịu nổi. Mong muốn rằng sẽ phải xử lý trách nhiệm đền bù thiệt hại của ông Lê Thanh Thản ngay tại tòa hình sự, chứ không tách ra cái vụ án dân sự nữa. Sai phạm còn xảy ra với cả khu nhà thấp tầng, thông qua việc tăng diện tích đất được xây dựng và số căn, vi phạm chỉ giới đường đỏ, dù ông Lê Thanh Thản đã nộp 530 tỷ đồng để khắc phục hậu quả với 3 phương án là chấp nhận xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, 2 là tự thỏa thuận với người mua nhà tại CT6C để di rời sang dự án khu đô thị Thanh Hà, Sienco 5 cũng do ông Thản làm chủ, 3 là tự thỏa thuận với cư dân CT6C để mua lại căn hộ hoặc trả lại tiền mua nhà, sau đó sẽ tự phá dỡ. Tuy nhiên, theo các hộ dân, giá trị căn hộ tại CT6C bị giảm đi rất nhiều so với căn hộ tại dự án khác trong cùng khu vực, nên 3 phương án trên khó đảm bảo quyền lợi cho người dân. Phải đền bù cho chúng tôi mua được căn hộ nó tương đương, hoặc là cái số tiền để mua được một căn hộ nó tương đương. Bà con mua cái căn hộ đây thì giá cái tầm tính mét vuông thì là độ khoảng độ 16-17 triệu một mét vuông. Thế còn hiện nay ở khu vực Hà Đông này thì tầm là 35-40 triệu một mét vuông thì mua được cái căn hộ nó tầm tương đương thế này. Cái bản cáo trạng đã đưa ra một cái hướng giải quyết về phần thủ dân sự như vậy nên phía người dân không nhất trí và họ chỉ mong muốn rằng phiên tòa tới đây thì tòa án thành phố Hà Nội sẽ giải quyết dứt điểm toàn bộ những cái phần trách nhiệm hình sự của ông Thản cũng như cái quyền lợi của họ để họ yên tâm ổn định cuộc sống và lo làm ăn. Dù tòa chưa đưa ra phán quyết cuối cùng, tuy nhiên các hộ dân mong muốn được ổn định cuộc sống và được sở hữu hợp pháp, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các căn hộ đã mua từ phía ông Lê Thanh Thản. Thưa quý vị, đối chiếu với các tiêu chí theo nghị quyết 35 của Quốc hội, quận Hoàn Kiếm và 176 xã phường trên cả nước sẽ thuộc diện phải sáp nhập trong giai đoạn 2023-2025. Trước tâm tư của người dân về việc này, trong sáng nay tại cuộc đối thoại với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội về những vấn đề đời sống dân sinh được nhân dân thủ đô quan tâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chia sẻ, Hoàn Kiếm là quận rất đặc thù, thành phố sẽ tìm cách thuyết phục với tinh thần là bảo vệ giữ nguyên, ổn định. Tại hội nghị, người dân quận Hoàn Kiếm đặt câu hỏi, nhân dân rất quan tâm, muốn biết chủ trương quan điểm của thành phố trong việc sáp nhập quận Hoàn Kiếm, bởi đây là quận trung tâm văn hóa chính trị kinh tế của thủ đô, có bề dày truyền thống về văn hóa lịch sử. Trả lời về ý kiến này, Bí thư Đinh Tiến Dũng cho biết, Thường trực Thành ủy vừa họp và thống nhất cao quan điểm và sẽ có chỉ thị về vấn đề này. Theo đó, thành phố sẽ thành lập ban chỉ đạo xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính. Tinh thần của đề án là Hà Nội thực hiện nghiêm quy định của Trung ương, nhưng đây cũng là vấn đề rất hệ trọng, nhạy cảm, nhiều tâm tư nguyện vọng và gắn với kinh tế văn hóa chính trị. Do đó, thành phố sẽ tiến hành rà soát thống kê theo tiêu chí cứng là diện tích và dân số. Nhưng bên cạnh đó, có một số tiêu chí rất quan trọng là yếu tố về văn hóa, lịch sử. Tiêu chí này cũng đã được nêu trong nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Còn riêng đối với quận Hoàn Kiếm sẽ bảo vệ với Trung ương về việc giữ nguyên không sáp nhập. Làm là quyết liệt, quyết tâm triển khai theo chủ trương của Trung ương, nhưng cũng phải giữ ổn định, đảm bảo để phát triển và giữ được cái văn hóa, giữ được cái lịch sử. Thì cái ý tứ là cái đề án là như vậy, thì sẽ báo cáo với Ban Thường vụ và báo cáo với cấp trên, sau đó chúng ta lại tổ chức thực hiện.
Tại phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 35 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, trong đó Hà Nội có quận Hoàn Kiếm và 176 xã phường thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định tại nghị quyết 35. Quận phải có diện tích tối thiểu 35 km2, dân số 150.000 người. Do chỉ có diện tích 5,29 km2, Hoàn Kiếm sẽ là đơn vị cấp huyện duy nhất của Hà Nội cùng 176 xã phường thuộc diện phải sáp nhập trong giai đoạn 2023-2025. Dù quy mô diện tích nhỏ nhất cũng không nằm ở chính giữa trên bản đồ thành phố Hà Nội, nhưng từ lâu quận Hoàn Kiếm đã được định vị là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của thủ đô. Trong đó, Hồ Hoàn Kiếm là một trong những địa danh lịch sử, văn hóa mà không ai có thể bỏ qua mỗi khi đến Hà Nội, đồng thời là niềm tự hào không thể thay thế trong lòng người dân thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. Được xem như linh hồn, biểu tượng văn hóa của thủ đô Hà Nội, Hồ Hoàn Kiếm đã trở thành địa danh nổi tiếng, điểm dừng chân không thể bỏ lỡ của du khách trong và ngoài nước. Với du khách này, nếu chưa đến Hồ Gươm, nghĩa là chưa đến thủ đô Hà Nội. Đây là lần đầu tiên tôi đến Hà Nội, Việt Nam, nhưng đây là điểm đến đầu tiên trong hành trình của gia đình tôi. Tôi đã biết đến nơi này trước đây, nhưng bây giờ mới có cơ hội thấy nó. Môi trường cũng rất tốt, người dân thì rất thân thiện. Tôi cũng có chụp ảnh và luôn ảnh ở đây để chứng minh là mình đã từng đến Hà Nội. Hồ Hoàn Kiếm là một trong những cái địa danh nổi tiếng của Hà Nội, nó gắn liền với lịch sử của dân tộc. Chứng kiến sự đổi thay của nơi đây từng ngày, với những người dân của Hoàn Kiếm, họ vẫn luôn cảm nhận được sự thiêng liêng, vị thế trái tim của Hà Nội, mảnh đất lịch sử nghìn năm văn hiến này. Bởi thế, việc có phải sáp nhập và đổi tên là điều không ai mong muốn. Sáp nhập thì có thể phải đổi tên. Đổi tên thì nó mất ý nghĩa. Mất ý nghĩa từ cái mảnh đất thăng long ngàn năm văn hiến từ thời ông cha mình để lại. Ngoài tháp rùa, Hồ Gươm, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm còn có hàng trăm công trình văn hóa, lịch sử gắn với sự hình thành và phát triển của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung như đền Ngọc Sơn, cầu Thế Húc, đền Bà Kiệu, ô Quan Trường. Nơi đây được ví như cái nôi của văn hóa thăng long Hà Nội. Vì thế, ai ai cũng muốn giữ gìn những giá trị vô giá ấy cho mảnh đất thiêng liêng này. Riêng quận Hoàn Kiếm thì có nhiều di tích, có rất nhiều ý nghĩa lắm. Ý nghĩa lịch sử ấy. Quận Hoàn Kiếm lại là trung tâm của thủ đô. Thế mà bây giờ chia tách ra thì tôi thấy cũng rất nuối tiếc. Hồ Gươm đã trở thành một biểu tượng văn hóa lịch sử đặc biệt của thủ đô nói riêng, cả nước nói chung, gắn liền với địa danh quận Hoàn Kiếm. Bởi vậy, việc hợp nhất hay sáp nhập mảnh đất hội tụ các công trình di tích lịch sử, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể gắn liền với Thăng Long Hà Nội, ngàn năm văn hiến là điều mà người dân không mong muốn.